Trong khi đó thì tại Nga lúc này cũng đang ghi nhận số lượng ca bệnh rất là lớn liên quan đến hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron. Cụ thể trong 24 giờ qua và chúng ta đã ghi nhận được thêm 11.500 trường hợp mắc bệnh tại Liên bang Nga. Ngày 30 tháng 7, bác sĩ truyền nhiễm Yevgeny Tamakov của Nga cho hay sự gia tăng tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2, đặc biệt là ở các siêu đô thị, có thể sẽ được ghi nhận từ giữa đến cuối tháng 8, khi người Nga bắt đầu trở về sau các kỳ nghỉ, cũng như vào mùa thu, khi năm học mới bắt đầu. Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh rằng, cho tới nay, chưa thể nói là virus sẽ nguy hiểm hơn và tình hình gia tăng các ca mắc mới ở Liên bang Nga sẽ nghiêm trọng. Theo ông Tamakov, nước Nga đã trải qua hơn 2 năm chống đại dịch COVID-19, các chuỗi hậu cần chống dịch đã được thiết lập suôn sẻ, các biện pháp triển khai thêm cơ sở y tế và giường bệnh đều luôn sẵn sàng.